Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 27 của tuần 15 ở trong quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là bài mẹ. Câu số 1. Kem mở trang 60 vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 1 bộ sách kết nối. Ta có, theo em, câu thơ mẹ là ngọn gió của con suốt đời muốn nói điều gì? Đánh dấu tích vào ô trống trước câu trả lời đúng. Ở đây chúng ta có 3 cái ý để các em có thể lựa chọn. Ý thứ nhất, có mẹ quạt mát, con ngủ ngon lành. Ý thứ hai, tay mẹ quạt mát hơn cả gió trời. Hay ý thứ ba, mẹ là niềm hạnh phúc của cuộc đời con. Các em chọn đáp án nào? Đáp án đúng ở đây chính là ý số 3, mẹ là niềm hạnh phúc của cuộc đời con. Sang câu số 2. Viết một câu thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ. Ở đây người ta có viết mẫu cho các em. Con cảm ơn mẹ vì mẹ thường dạy con học bài. Các em có thể viết câu tham khảo như sau. Con cảm ơn bố mẹ vì đã yêu thương con thật nhiều. Hoặc con cảm ơn mẹ vì đã nấu cho con những món ăn ngon. Ngoài ra, các em còn có thể có rất là nhiều các cái câu nói về lời cảm ơn đối với cha mẹ của mình. Tiếp theo nữa, cô và các em sẽ chuyển sang câu số 3. Ta có câu số 3 như sau, viết hai từ ngữ nói về nắng. Ở đây người ta nói là từ ngữ. Ví dụ, người ta đã làm mẫu cho các em đó là nắng oi. Các em có thể viết hai từ như sau: nắng chói chang, nắng vàng. Ngoài ra các em có thể viết thêm các cái từ khác. Đấy. Sang câu số 4. Viết một câu sử dụng từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 3. Các em chú ý ở đây là viết câu. Các em có thể tham khảo câu như sau: hè về, trời nắng chói chang làm cây cối khô héo. Tiếp tục, cô chuyển sang câu số 5. Viết 1 đến 2 câu nói về tình cảm của cậu bé với người mẹ trong câu chuyện Sự tích cây vú sữa. Các em có thể tham khảo hai câu như sau. Câu thứ nhất, cậu bé đã khóc vì nhớ mẹ. Câu thứ hai, cậu bé rất yêu mẹ của mình. Ngoài ra, các em có thể viết rất là nhiều các cái câu khác theo cái cách viết của các em nhé. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được bài 27 trong quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.